Lê Phúc xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mời các bạn cùng vào bếp làm cái món bánh lá với mình với một công thức và một cách làm mới. Khi làm xong thì bánh của mình có màu sắc trông rất bắt mắt. Khi ăn vào thì bánh mềm, dai kết hợp cùng với lại nước cốt hành béo ngậy ăn rất ngon. Và làm thì cũng vô cùng đơn giản nữa. Và để biết cách làm chi tiết thì mời mọi người hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với mình nha. Và đây là nguyên liệu mình chuẩn bị cho món bánh lá. Bột gạo thì xài đây 100g, 150g bột năng, 300ml nước lọc, 300ml nước cốt dừa, một ít hành lá cắt nhỏ, 100g đường cát. Màu lá cẩm thì mình xài đây 100ml và thêm 100ml nước cốt dừa nữa nha các bạn. Và nguyên liệu thì mình sẽ ghi chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì mình sẽ đi pha bột, mình cho hết 300ml nước lọc vào trong nồi. Sau đó thì mình cho đường vô. Mình chừa lại khoảng 30g để một lát nữa mình làm nước cốt dừa nha. Xong rồi thì mình dặn vào một ít muối. Và mình cho hết 100g bột gạo vào trước. Bột năng thì mình cho vào sau. Mình hòa tan bột ra rồi để bột nghỉ khoảng 10 cho tới 15 phút. Và bột gạo thì mình cũng đã để nghỉ đủ thời gian rồi, mình đặt lên trên bếp. Mở với lửa nhỏ nha các bạn và khuấy một lúc để cho bột gạo này sánh đặc lại. Và nồi bột gạo mình khuấy được một hồi thì cũng đã bắt đầu sánh lại nè các bạn. Mình đánh cho đều tay để mà bột không có bị óc trâu nha. Bột đặc như vậy thì mình sẽ tắt bếp đi. Và vẫn tiếp tục đánh để cho bột của mình được mịn hơn. Bột gạo thì mình cũng đã đánh cho đều và mịn lại này các bạn. Và bột thì cũng đã nguội hơn. Lúc này thì mình cho bột năng vô. Mình cho vào một lần một ít nha. Sau đó thì mình sẽ đánh cho đều. Gần đều rồi thì mình lại cho cái muỗng khác và các bạn cho từ từ cho tới khi nào mà hết dán bột. Và đây là nồi bột năng và bột gạo mình cũng đã trộn đều lại hết rồi nè. Lúc này thì rất là mịn luôn nha. Mình chia ra làm hai phần để mà mình làm hai màu khác nhau. Và bột thì mình cũng đã chia xong rồi nè. Bây giờ mình cho cái màu nước cốt dừa vào trước nha. Cho vào mình chừa cặn lại. Sau đó thì các bạn trộn lại cho đều. Cho bột nó hơi loãng loãng ra chút xíu. Bột và nước cốt dừa thì mình cũng đã khuấy cho đều hết lại với nhau nè các bạn. Thì mình sẽ được một cái hỗn hợp sánh như vậy. Không quá đặc cũng không quá loãng nha. Rồi bây giờ mình cho ra ngoài tô. Và đây là hai tô bột mà mình vừa pha màu xong này các bạn, rất là đẹp luôn nha, và bột không loãng và cũng không có đặc quá nữa. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một cái miếng lá chuối để mà đem đi hấp. Và với cái miếng lá chuối này thì mình cho lên một ít dầu ăn nha các bạn. Sau đó thì mình thoa đều nè, để một lát khi hấp xong thì mình có thể dễ dàng lấy lên. Chuẩn bị luôn một cái nồi nước sôi, mình thoa bột xong thì mình chỉ việc đem đi hấp. Bây giờ mình làm màu trắng trước. Mình cho một ít bột thôi, sau đó thì các bạn đánh cho nó mỏng ra. Món bánh này làm bột dễ nhưng mà lại rất là ngon nữa các bạn. Mềm dai chứ không có bị cứng. Một lần hấp thì mình sẽ hấp được 4 cái. Tiếp theo tới màu của lá cẩm. Xong rồi thì mình chuẩn bị cho vào nồi nha. Nước sôi rồi thì mình cho vô
Và một mẻ như thế này thì mình hấp trong vòng là 1 phút nha các bạn, vì bột rất là mỏng nên là cái thời gian hấp rất nhanh. Và sau 1 phút thì mẻ bánh của mình cũng đã được rồi các bạn, mình dở nắp ra. Mình lấy mẻ bánh này ra ngoài và hấp tương tự với mẻ còn lại. Và đây là 4 cái bánh mình vừa lấy ra xong này các bạn. Mang bao tay vào bắt đầu mình cuộn lại. Có thoa dầu ăn đó nên là bánh sẽ không có bị dính nha. Làm bánh như vậy thì sẽ có cái độ dai ăn rất là ngon. Như vậy là mình đã xong được một mẻ bánh đầu tiên rồi nè các bạn. Khá là đơn giản. Bây giờ thì mình cho qua bên đĩa. Bánh không có bị dính vào nhau đâu nha. Tiếp tục mình lại cho lên một ít dầu ăn. Rồi mình lại cho cái mẻ khác vô. Và bánh thì mình cũng đã làm tới cái mẻ cuối cùng rồi nè. Một công thức như vậy á, thì mình làm được khá là nhiều nha các bạn. Rất là nhanh và màu sắc thì lại vô cùng đẹp mắt. Và hấp trên cái miếng lá chuối như thế này á, thì nó có cái mùi thơm đặc trưng của lá chuối. Và đây là đĩa bánh thành phẩm mình vừa làm xong này các bạn. Màu sắc thì trông rất bắt mắt. Và bánh thì không hề bị dính vào nhau luôn nha. Rồi bây giờ thì mình để qua một bên, chuẩn bị đi làm nước cốt để ăn kèm. Và để làm nước cốt dừa thì mình cho hết 300 ml nước cốt dừa còn lại vào trong nồi. Và tiếp theo thì mình cho vô là 20g đường. Dằn vào một chút muối. Một muỗng cà phê đầy bột năng. Cho vào xong thì mình hòa tan ra. Và khi bột đã tan hết thì các bạn mở bếp lên, mình để với lửa nhỏ. Và khuấy một lúc tới khi nào mà nước cốt dừa sánh đặc lại là được. Và nồi nước cốt dừa thì mình cũng đã khuấy cho gần sánh đó này các bạn. Lúc này thì mình cho hết hành lá vô. Nước cốt mà mình làm với hành lá thì sẽ rất là thơm. Còn các bạn không ăn được thì mình không cần cho vô nha. Và nước cốt dừa thì mình thắng cho sánh lại như vậy là đạt rồi nè các bạn. Đợi sôi lên thì mình sẽ tắt bếp. Sôi như vậy mình tắt bếp được rồi nha. Và bánh thì mình cũng đã xếp hết ra ngoài đĩa rồi các bạn. Để ăn thì mình chan nước cốt hành lên. Rất là thơm luôn nha. Rồi thì bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng thưởng thức món bánh này với mình. Và đây là cái phần bánh của mình nè các bạn. Nước cốt dừa mình phải thắng cho nó sánh đặc như vậy thì mình ăn bánh mới ngon. Và bánh khi ăn vào thì bánh mềm, dai, béo ngậy nước cốt dừa và thơm cái mùi thơm đặc trưng của hành lá nha các bạn. Kết hợp lại với nhau ăn như vậy thì rất là ngon. Cách làm khá đơn giản, màu sắc thì vô cùng bắt mắt. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ với các bạn món bánh này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.